Hello, Nhân xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình khá là lâu rồi Nhân không có đi quay những dự án bất động sản để cho tất cả quý khách hàng cùng xem. Thì hôm nay Nhân sẽ trở lại và biết đâu Nhân sẽ lại hãi hơn xưa. Hôm nay thì Nhân sẽ dẫn cho tất cả quý khách hàng cùng đi tham quan một dự án mới. Dự án này nằm tại trung tâm thị trấn Đức Hòa. Và có thể nói đây là một trong những dự án đẹp và độc nhất thị trấn Đức Hòa. Để biết được dự án nằm ở đâu và dự án nó tên gì thì Nhân xin mời tất cả quý khách hàng cùng đi thôi Nhân. Let's go! Khi mà tất cả quý khách hàng mình chạy đường cuối đường Lê Trọng Tấn thì mình sẽ gặp đường quốc lộ 1A, mình đâm thẳng quốc lộ 1A là đường Nguyễn Thị Tú. Thì mình cứ chạy thẳng đường Nguyễn Thị Tú, hết đường Nguyễn Thị Tú mình sẽ gặp đường Vĩnh Lộc. Và tiếp tục mình chạy đường Vĩnh Lộc, hết đường Vĩnh Lộc mình sẽ gặp đường Trần Văn Dầu. Và đường Trần Văn Dầu này thì quý vị khách hàng mình sẽ rẽ bên tay phải để mình chạy về thị trấn Đức Hòa. Và mình qua cái cầu trước mắt của mình sẽ là ranh giới của Long An với lại huyện Bình Chánh. Còn trước mặt tất cả quý khách hàng là ngã ba Đức Hòa. Thì tới ngã ba Đức Hòa mình sẽ rẽ bên tay trái để chạy về dự án của mình. Và như tất cả quý khách hàng mình cũng thấy thì hiện tại Nhân đang đứng tại khu Bella Villa. Trước mặt của Nhân là đường tỉnh lộ 824. Nếu như quý khách hàng mình rẽ bên tay phải thì mình sẽ đi về Sài Gòn, đi về thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu như mình rẽ bên tay trái mình sẽ đi về huyện Bến Lức của tỉnh Long An. Và bây giờ thì Nhân sẽ dẫn tất cả quý khách hàng mình đi vào khu Bella Villa để tham quan một vòng nha. Và hiện tại thì Nhân đang đứng trong khu Bella Villa. Và có thể nói khu Bella Villa là một trong những cái dự án có tầm cỡ đẹp và độc nhất của thị trấn Đức Hòa. Bởi vì trong cái dự án này thì có 3 phân khúc bất động sản. Thứ nhất là đất nền, thứ hai nhà phố, thứ ba là biệt thự. Thì khi tất cả của khách hàng mình vào đây tham quan, mình có thể thoải mái lựa chọn những cái phân khúc bất động sản mà mình thích. Thì bây giờ đầu tiên Nhân sẽ dẫn tất cả quý khách hàng vào tham quan một cái mẫu biệt thự tại khu Bella Villa. Rồi xin mời tất cả quý khách hàng. Như hiện tại thì Nhân đang đứng một cái căn biệt thự gốc của khu Bella Villa. Thì căn biệt thự này với cái diện tích là ngang 12m, dài 15m. Và bên hông thì công ty thiết kế để một cái sân bề ngang khoảng 5m. Thì như mình thấy rất là rộng ha. Còn phía sau thì công ty thiết kế theo một cái kiến trúc không gian mở. Rồi mọi người theo Nhân nha. Thì hiện tại nếu như người khách hàng mình thấy được cái còn cái cảnh ở ngoài của khu biệt thự thì hiện tại cái căn biệt thự đã bán rồi với cái giá là 5,7 tỷ. Thì tất cả những cái vật dụng mà công ty thiết kế sẵn cho khách hàng đó thì hầu như là được bán chung hết với căn nhà cho mọi người là cái giá là 5,7 tỷ. Rồi bây giờ thì Nhân mời tất cả khách hàng mình vào trong để tham quan căn nhà. Bây giờ Nhân sẽ dẫn tất cả quý khách hàng mình cùng đi tham quan sơ một vòng về cái căn biệt thự hiện tại chỗ Nhân đứng nhé. Bởi vì cái video nó hơi dài thì Nhân sẽ bỏ một cái video là Nhân quay toàn cảnh tỉ mỉ hơn cái căn biệt thự của mình ở dưới cái phần mô tả. Quý khách hàng mình cứ click vào đó để xem tổng quan về cái căn nhà của mình một cách và chi tiết nhất. Và bây giờ xin mời mọi người. Thì ở đây là một cái căn biệt thự, nhưng mà công ty thiết kế với một cái mẫu để cho mình xem, mình tham khảo. Còn tất cả những cái căn biệt thự trên đây thì công ty hầu như bán với cái phần thô thôi nha mọi người, chứ không có bán kiểu hoàn thiện. Thì cái lợi thế của mình là khi mình mua được một cái nhà thô đó thì lúc đó người khách hàng mình có thể tự do và thiết kế theo ý thích của mình đó. Rồi xin mời mọi người. Thì chẳng hạn như là khi mà mình bước vào cái cửa đi vào đây á, thì vô tình mình thấy cái bếp đi đó, thì lúc đó là nó sẽ phù hợp phong thủy, cho nên là công ty cũng thiết kế một cái vách ngăn nhỏ ở đây để cho khách hàng mình che lại một bớt phần đó phù hợp phong thủy nha mọi người. Thì nếu như gia đình của mình có người lớn tuổi, chẳng hạn như là
mấy anh chị mà mua cho hai bác lớn tuổi ở đó, mình có thể thiết kế một cái phòng thì giống như trang công ty có một phòng dành cho hai bác, khỏi phải leo lên cầu thang. Và bây giờ thì nhân dẫn mọi người vào phía sau nha. Phía sau nó còn một cái khoảng rất là rộng, như bên đây là mọi người thấy ha, thì nó có một cái khoảng trống để mình để một cái máy giặt ở đây. Đó. Còn ở phía sau này thì công ty làm thiết kế là một cái đường đi luôn để thông ra phía vườn bên hông này, thì giống như là một cái kiểu thiết kế mở đó mọi người, thì thông ra là cái căn nhà mình rất là thoáng. Rồi bây giờ thì nhân mời tất cả mọi người đi lên lầu. Ở đây là muốn nói lại tất cả những cái phần ở trong cái nhà này là thiết kế theo không gian mở, thì như mọi người thấy nha, thì chỗ nào cũng lấy ánh sáng được, cho nên là cái căn nhà của mình rất là sáng. Mình lấy ví dụ hàng phía bên đây, ở đây thì mình cũng có một cửa sổ luôn, mình mở ra được. Và phía bên đây cũng vậy. Thì như tất cả người khách hàng mình thấy được là ở dưới mình đã có một cái phòng khách rồi, thì ở đây nếu như mình cũng có thể là làm một phòng khách giống như công ty, hoặc là mình có thể là làm một cái nếu gia đình mình là con út chẳng hạn, là người Việt Nam mình là con út ha, còn người miền Bắc mình là con cả, thì mình ở trong gia đình đó mình có thờ cúng, thì ở đây mình có thể thiết kế một phòng thờ rất là ok. Bên đây thì mình có một cái ban công nhỏ ha, ra đây mình đứng mình ngắm được cái khung cảnh. Và tiếp tục thì trên lầu 1 của mình có hai phòng ngủ, thì nó có một cái phòng ngủ lớn và một phòng ngủ nhỏ. Bây giờ thì nhân mời những người khách hàng mình vào trong để tham quan một cái phòng ngủ lớn. Thì ở đây là mình thấy một cái giường mà bề ngang 1m8, bề dài 1m8. Nhưng mà mình thấy cái phòng dư lại của phòng cũng còn rất là lớn, thì cái phòng này diện tích gần 30m2. Ở đây công ty cũng thiết kế theo một cái là không gian mở luôn. Ở đây mình có một cái cửa sổ mà mình có thể lấy sáng được cả một căn phòng luôn. Đấy, như mình thấy thì như những cái căn nhà phố hoặc là những cái căn nhà ống ở trên Sài Gòn á, thường nó sẽ bị rất là bí, còn ở đây là mình cái diện tích mình rất là lớn, cho nên mình thiết kế rất là thoải mái cho mọi người. Rồi còn ở đây là mọi người thấy là phòng ngủ nhỏ dành cho em bé ha, thì công ty đã thiết kế dán những cái đệm cao sẵn luôn cho mình rồi, và có sẵn một cái giường luôn. Thì bên đây có một cái góc học tập, góc học tập thì rất là lớn nha mọi người. Bên đây mình có một cái cửa sổ luôn để lấy ánh sáng rất là tốt để cho em bé học. Và bên đây thì cái phòng của bé, nhưng mà công ty làm thì nó hơi to một chút xíu, cảm thấy cảm giác cái phòng nó hơi bị chật, thì khách hàng mình có thể về thiết kế lại một cái tủ nhỏ hơn một chút, không cần phải lớn như vậy. Rồi thì ở trên đây là mình gồm có hai phòng ngủ và một cái phòng khách lớn, thì trong đây nó có một cái toilet chung cho mình. Nói như mọi người thấy toilet rất là rộng ha. Bây giờ nhân mời mọi người cùng nhau đi lên thang thượng. Xin chào mọi người. Thì bây giờ hiện tại là mình đang đứng ở trên sân thượng của căn biệt thự lúc nãy giờ mình tham quan đó. Thật sự mà khi vừa mới bước lên đây đó, thì mình thấy một cái không gian nó rất là thoáng, bởi vì từ cái vị trí này mình có thể phóng tầm mắt hầu như là hết cái dự án của mình luôn rồi, vì mình nằm ở một cái góc khuất rất là đẹp nha mọi người. Rồi xin mời mọi người. Thì bây giờ với cái diện tích sàn của cái sân thượng này, nếu như quý vị khách hàng mình là có đám tiệc hoặc là mời bạn bè ăn uống này kia đó, mình có thể vô tư đặt tầm 5 tới 6 cái bàn ở trên đây, và có thể là mình thiết kế luôn một cái sân khấu để mình cùng ca hát tại trên đây luôn, cũng rất là tuyệt vời. Và bây giờ mời mọi người phóng tầm mắt ra xa nha. Nãy giờ mình thấy phía bên đây thì có những cái dãy cũng là biệt thự hết cho mọi người. Ở khu của mình là biệt thự tất cả đều là song lập hết.
rồi còn nếu như mình phóng tầm mắt về phía ở ngoài cổng đó thì nó có một cái lớp nhà là một trệt hai lầu, thì bên đó là nhà phố. Một lát là Nhân sẽ mời tất cả quý khách hàng mình qua tham quan cái mẫu nhà phố luôn nha. Rồi còn như khách hàng mình thấy cái chỗ mà những anh đang thi công ở che phần tôn đó mọi người, là cái chỗ đó hồ bơi nha. Thì hồ bơi này nếu như quý khách hàng mình đã sở hữu nhà hoặc đất ở trong khu này là mình sẽ sử dụng phi, tức là miễn phí trong vòng 2 năm đầu, không cần phải trả phí. Còn bên đây, cái chỗ mà quý vị khách hàng mình thấy cỏ cỏ đó, là cái đó là cái vỉ đất của trung tâm thương mại, thì nó sẽ có một cái chợ ở trong khu của mình luôn. Và bây giờ thì Nhân đang đứng tại một cái vị trí, như bên tay phải của Nhân là lóc đất E4. Và lóc đất phía sau của Nhân là lóc E1. Thì hai lóc đất này với cái diện tích từ ngang 5 dài 15 cho tới ngang 5 dài 24, và với cái giá mét vuông là từ 16 cho tới 18 triệu một mét vuông, thì quý vị khách hàng mình có thể là lựa chọn được những cái vị trí ưng ý trước, và sau đó là mình lựa chọn với những cái diện tích mà nó vừa với cái tài chính của mình. Rồi bây giờ thì Nhân sẽ mời tất cả quý khách hàng mình đi vào để tham quan một block nhà phố của khu Bella Villa. Rồi Nhân xin mời. Và bây giờ là Nhân đang đứng trước cái dãy nhà A2 là nhà phố của công ty, thì với cái diện tích ngang 5m dài 15m với cái giá là tầm 1 tỷ 8 cho tới 1 tỷ 9 một căn. Và bây giờ thì Nhân mời tất cả quý khách hàng mình cùng vào trong tham quan nha. Thì Nhân tính dẫn mọi người vào trong để tham quan luôn, nhưng mà tại vì công trình thì mấy anh còn đang thi công. Bây giờ thì chưa có vào được, cho nên là Nhân đứng vào đây và Nhân nói sơ luôn cho quý vị khách hàng mình cũng được biết. Thì cái hình thức mua bán tại đây là bán nhà thô với cái giá từ 1 tỷ 8 cho tới 1 tỷ 9 một căn, là diện tích ngang 5 dài 15, một trệt hai lầu. Thì như quý vị thấy ha. Thì ở đây Nhân nói sơ một chút về cái hình thức thanh toán và mua bán. Khi quý vị khách hàng mình mua nhà phố và biệt thự tại khu Bella Villa này, chỉ cần quý vị khách hàng mình thanh toán trước 30%, thì còn lại là quý vị khách hàng sẽ thanh toán trong vòng 1 năm. Đó, là qua Nhân xin nhấn mạnh lại, chỉ cần thanh toán trước 30% là quý vị khách hàng mình có thể nhận nhà ở tại khu Bella Villa, chứ không có cần mà phải đóng hết rồi ra sổ hồng mình mới được ở với mọi người. Đó. Và nếu như tất cả quý khách hàng mình muốn tham quan khu Bella Villa để mình chọn những cái sản phẩm bất động sản tại nơi đây, đất nền, nhà phố hoặc là biệt thự, thì cứ gọi cho Nhân số gọi là 0909 117 880, thì bên Nhân sẽ có xe đưa đón tận nhà của mình luôn. Nãy giờ thì Nhân đã dẫn cho tất cả quý khách hàng mình tham quan một vòng dự án Bella Villa, thì bây giờ sẵn tiện đây Nhân sẽ giới thiệu luôn cho tất cả quý khách hàng mình cùng biết về những cái tiện ích xung quanh của khu Bella Villa. Thì ví dụ như trong vòng bán kính 2 km thì mình có tất cả những cái tiện ích dịch vụ, chẳng hạn như mình có trường đại học quốc tế Tân Tạo, bệnh viện quốc tế Tân Tạo và một cái chuỗi những cái ngân hàng lớn đã có mặt tại thị trấn Đức Hòa này, và mình có hệ thống trường học từ cấp 1 cho tới cấp 3. Và quan trọng nhất là khu Bella Villa thì nằm liền kề những khu công nghiệp lớn. Và với những lô đất nền, nhà phố hoặc là biệt thự tại khu Bella Villa này, nếu như quý khách hàng mình mua để đầu tư thì đây là một cái cơ hội rất là lớn, bởi vì khu Bella Villa thì bên chủ đầu tư đang tiến hành làm hạ tầng. Khi mà cơ sở hạ tầng tại khu này đã xong rồi đó,
thì bất động sản của mình sẽ tăng giá tầm 10-15%. Còn nếu như quý vị khách hàng mình mua để ở thì trong vòng bán kính 2 km, tất cả những tiện ích đã có sẵn tại khu thị trấn Đức Hòa này. Có thể đáp ứng được cái nhu cầu cuộc sống của tất cả quý vị khách hàng. Và khi tất cả quý vị khách hàng mình xuống khu Bella Villa, chỉ cần mình chọn được vị trí ưng ý và phù hợp với cái tài chính của mình. Còn những cái vấn đề khác thì nãy giờ Nhân đã chia sẻ cho tất cả quý vị khách hàng mình rồi. Và nếu như tất cả quý vị khách hàng mình muốn tham quan dự án thì hãy gọi cho Nhân số điện thoại là 0909 117 880. Và quý vị khách hàng mình hãy nhớ bấm nút like để ủng hộ cho Nhân có được một cái tinh thần tốt hơn để làm những cái video tiếp theo. Và quý vị khách hàng mình hãy nhớ bấm nút đăng ký để khi những cái video sau mà Nhân đưa lên thì lúc đó Google sẽ thông báo cho quý vị khách hàng và mình cùng vào đó để theo dõi. Lời nói cuối cùng thì Nhân xin cảm ơn tất cả quý vị khách hàng đã xem video. Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng.